cái clip cuối cùng cho cái game này. Thì mình đánh mãi các cửa đều giống nhau, đều có 6 cửa tất cả thôi. Thế nên là mình sẽ làm clip này để show tất cả những bước cuối cùng của các công làm để cho các bạn biết. Quanh quẩn đi quanh quẩn lại cũng chỉ để cộng mắc của nhân vật là 500. Mình thấy cày lên 500 lâu quá và nó cứ lặp đi lặp lại, nó không có giá trị và tác dụng gì. Mình sẽ làm cái này. Challenger thì cũng còn thử thách thì cũng coi như còn lại cũng chỉ như cái clip mình làm trước đây thôi. Cái đấu trường cũng tương tự, cái đấu trường cần phải có internet. Sau thì boss 1, ok, bắt đầu này. Cờ thứ nhất này, boss để cho nó nhanh, để mất thời gian vậy nha. Và lên mình sẽ boss ở cửa thứ hai đây là giết con này, con giết trước là giết người you
đây nó chỉ như thế này thôi. Cờ này thì đánh con chim. Cờ thứ ba nhé. Thank you.
Boss này là boss cuối rồi nhé, là cửa sáu ấy. Thì sẽ đóng năm một thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Và mình cũng xin kết thúc phần của video này nhé. Có gì thì anh em để mình đọc ở dưới clip. Cảm ơn anh em đã xem video này. Mình xin kết thúc phần. Cảm ơn anh em.